Chào các bạn, hôm nay pin Hà Nội sẽ cùng các bạn tìm hiểu cái viên pin thay thế cho các cái đồng hồ định vị trẻ em. Đặc điểm của cái viên pin này là thay thế cho các cái đồng hồ có chức năng Wi-Fi và 4G và nó có ba cái đầu dây ra. Dây đỏ là dây dương này, dây đen là dây âm và có thêm dây trắng là dây tín hiệu. Khi các đồng hồ định vị mà yếu pin ấy thì các bạn sẽ cần tháo viên pin ra để xem cái dung lượng viên pin là bao nhiêu và cái kích thước viên pin có phù hợp với không. Ngoài ra thì nó sẽ phải có đủ 3 dây này thì các bạn mới chọn viên pin này nhé vì thông thường các cái viên pin nó chỉ có 2 dây thôi và viên pin này thì có mã là 653028 điện thế của viên pin này là 3,8V và dung lượng của nó là 680mAh thì các bạn khi mà mua pin thì các bạn chỉ lưu ý cái kích thước nhé hai chiều và chiều dày và cái đầu ra là 3 dây 2 dây là chúng ta sẽ mua và thay thế được chiều dày của nó này là khoảng nó sẽ nhỏ hơn 6,5 đây là đo được chúng ta đo được đây là 5,5 mm này kích thước còn lại thì một chiều sẽ đạt được khoảng 27,6 tức là nhỏ hơn 28 mm và một chiều còn lại là khoảng 29,3 tức là nhỏ hơn 30 mm ừ. cái pin này thì có tích hợp sẵn cái mạch bảo vệ ở trên này đến khi thay pin các bạn chỉ việc tháo pin cũ ra và hàn 3 dây này vào là xong thì nếu mà các bạn quan tâm với cái viên pin này các bạn có thể liên hệ pin Hà Nội tại trang web gia dụng com cảm ơn các bạn đã theo dõi xin chào và hẹn gặp lại các bạn trong các video tiếp theo